Tâm này sẽ lên cân rất là nhiều. Không, nghiệp vật tụt 2 ký. Mình tính mỗi người mỗi khác mà. Giống như cái việc mà thức dậy cho sinh hoạt cũng vậy. Thì đa phần anh em họ có lúc tụi nó dậy sớm trước mình, tụi nó ăn sáng, hoặc có thể tụi nó ngủ trưa luôn. Thì mình thì cứ đến giờ này mình mới dậy thôi. Tụi nó cũng không thể nằm ngồi đợi nhau được. Còn cái giờ luyện tập hay gì cũng vậy, thì nó cũng khác về cái múi giờ nhau. Cho nên là cứ đứa nào rảnh thì đứa chơi thôi, chứ không có phải là quan trọng hóa vấn đề phải chơi chung với nhau nhiều lắm, không cần thiết. Quan trọng là luyện tập mỗi ngày để mà đừng để bị sụt giảm cái phong độ quá mức là được. Hôm nay là một ngày nghỉ của team mình, nhưng là không phải làm gì cả, có nghỉ ngơi để cho thoải mái đầu óc, đỡ stress. Đó là tầm chiều nay là mình sẽ lên chỗ thi đấu để lấy thêm một số thông tin từ các đội khác. Kia chuẩn bị đẩy vô nhà Judo nè. Phải đẩy Judo, không phải là toan. Tuy rằng là Akio vẫn còn bo. Những cái rút mà như vậy á, có một cái mẹo để em biết vị trí ở trong bo hay không. Là ở trên cái bản đồ nhỏ này có hiện cái mét. Thì chỉ cần quăng binh một cái mềm về cái vị trí đó xem cái mét bao nhiêu. Nếu mà đúng vị trí như vậy á, là coi như vị trí ở trong bo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, đúng bò về đúng tự thủ của cái khu thủ của bọn Akio là luôn cho bắt đầu bơm bộ rồi. Phải bơm chứ, thiếu người là bơm mà, cứ tầm còn tầm 3 người là sẽ hai thằng đẩy lên còn một thằng đứng ngoài. Còn Akio ăn rồi, chắc rồi. Tại vì bây giờ mỗi team còn một thằng thằng lẻ mà bơm máu nhà đó, ngoài kia còn một thằng Ryu nữa, trong này còn một thằng nữa là hết. Đó do đúng như mình dự đoán, Akio đã win rồi. Thôi vô làm trận với số 1 anh mày. Không, anh sẽ chấp mạng không cho tay nghe. Nhìn này. Có mổ không? Anh có mày không cho mày. 12 seconds later. Bị bóp bắn chết rồi. Tại vì người Việt bắn chết. Nào đi. Mày bắn cái này còn gì đâu bắn. Dễ e ca. Dễ e chết luôn rồi. Kéo vào. Tại bắn lén thôi. Kéo vào chết chết đấy sủa. Ừ, không sợ nữa. Đá thì tao vừa kêu xong rồi. Không, giờ vừa thôi, vừa kêu rồi. Má rồi, sủ to không? Anh đã kêu là không còn sủ to. Cái con sủ được rồi. Nhưng mà phải rõ. Thằng này người Việt Nam này nói tiếng Hàn vậy. Ni hao, ni hao. Hey. Làm một cái à. Hey, ni hao. Hey. Sawadee krap. Yeah! Gạt đi. 2000 years later. Nghỉ đi, đúng ý. Bốn thằng. Công đi bạn ơi, công đi. Yeah! Dí lửa rồi. Ủa bật cái này à, không bật vầy à? Không, bật cái này. Cái này, ngoài đâu, cái này đâu hả? Ok. Đó rồi chưa? Không giật xuống, nào lên từ từ rồi. 1, 2, 3. Có cái l*** mà ăn được tao. Chắc mày ba lần luôn. Con mà ăn được tao. Má mày canh tao bật 2 lần mất sức rồi. Hai bắt. Lại hàng lần kia. Không có lần đâu, anh nói thiệt. Vô.
đâu, sao lại đéo có bạn với tao? Đéo biết. À, con chó này. Ngồi chơi bạn ơi. Kệ con mày. Đâu, mẹ mày. Tao các bạn mày trong game mà mày đi nè. Ủa chơi có 44 đây mày. Mày tắt cái mic. Mẹ, đi nào Chi ơi. Bên tao nó thuộc tầm thế giới rồi, không cần ấy đâu. Như chó mày, mẹ mày.